ở đây có một cái sự gọi là đánh rất rổ báo đến từ vị trí của cô nàng Odet, đánh hơi đầu kia là đánh hổ báo nha. Odet đang lạng lách, Odet đang đánh võng này thì đảo với chúng tôi này. Và đây là ôi vừa mới ra, đó là cái con bùa tím mà thôi, tầm này ra bùa tím thì để mỡ anh em ạ, xấy mỡ tinh thạch này. Ui trời ơi, chứ bây giờ đi lâu quá cái đợt lấy cái đường giữa nó mất bị phí. Trong khi đó thì ở đường trên thì Saber ở đường trên thì Saber ơi, Saber có phải là nhường cho mỡ cái con bùa này không ạ? Ui Saber cũng dành cho mỡ một cái tình cảm có thể là rất là cảm lạnh, anh em quên mất, rất là cảm động anh em ạ. Và thậm chí ở đây là mỡ lại tiếp tục bỏ qua cái tình huống giao tranh ở khu vực đường giữa, mỡ sẽ lấy nốt đi cho mình đó là cái con bùa tím anh em ạ. Saber thẫn thờ và Angela thì bất ngờ, nhưng mỡ thì cười hớ hớ anh em ạ. Bởi vì ulti mỡ chưa có, ô Saber lại ở đường trên. Ui dồi ôi, Saber này có được những cái mối quan tâm cảm lạnh cho mỡ của anh em ơi. Khi mà cái con bùa tím này lại của mỡ, tốc độ ăn bùa là rất nhanh anh em ạ. Với việc có được 6 mạng rồi, ôi Saber ơi, bắt ai đi bắt tốt mỡ là sai rồi anh em ạ. Saber cay, nhưng anh ta vẫn đang cay, anh ta rất cay bởi vì mỡ có thanh tẩy và sau đó trả ngược lại bằng cái mưa tinh thạch tiễn Saber lên bảng điểm số mạng thứ 7 dành cho mỡ. Giao tranh sẽ được nổ ra trong cái tình huống này, mỡ đã mắc thời gian hồi chiêu rồi cho nên là cái mưa tinh thạch của mỡ hồi là rất nhanh, tiếp tục xây vào mặt của đó là cái vị tướng ở đây là Atlas, hai cái cơn mưa tinh thạch ở trong một cái pha giao tranh. Alo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Mỡ gọi là tiếp tục những cái chuyến phiêu lưu ở trong lục địa bình minh anh em nhé. Và đến với một cái vị tướng mà Mỡ nghĩ rằng đã bị lãng quên ở vai trò đi đường giữa mất rồi. Đó chính là cái cô nàng Pháp Sư Hàng Nga. Khi mà ở thời điểm hiện tại, Hàng Nga nó không còn nằm trong meta hiện tại của mùa giải thứ 26. Nó không yếu anh em ạ. Chẳng qua nó không nằm trong meta hiện tại của mùa giải thứ 26 thôi. Và Mỡ sẽ sử dụng Hàng Nga đi đường giữa, dĩ nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà có một cái sự mối lương duyên của Mỡ anh em ạ. Mỡ lại vô tình gặp phải anh chàng Saber. Mỡ không hiểu sao cứ mỗi lần Mỡ pick cái vị tướng Hàng Nga này thì gặp rất nhiều những cái người chơi lựa chọn cái vị tướng Saber. Có lẽ là Saber anh ta đang cho rằng là cái con Hàng Nga này của Mỡ nó dễ bắt. Và cũng khá nhiều người chơi nghĩ rằng cái con Hàng Nga này nó dễ bị bắt khi mà lựa chọn cái vị tướng Saber. Đấy, cho nên là ngày hôm nay là Mỡ lại tiếp tục gọi là gieo rắc những cái sự áp lực cũng như là những cái pha cướp bùa dành cho cái anh chàng Saber mà thôi. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể nhận thấy được rằng bởi vì Hàng Nga không đang quá được Moontoon quan tâm đến ở mùa giải thứ 26 này, cho nên là cái việc Hàng Nga cái ngưỡng sức mạnh ở thời điểm hiện tại Mỡ làm là tháng 12, so với cách đây 4 tháng Mỡ làm video clip về Hàng Nga nó vẫn là như vậy anh em ạ, nó không thay đổi quá nhiều. Sức mạnh của Hàng Nga về cơ bản vẫn là như thế, chiêu 2 là búp tạo giáp ảo. Và cái tạo giáp ảo này nó sẽ cường hóa đến cho chiêu 1 của Hàng Nga. Nó sẽ, tức là sức mạnh của Hàng Nga chiêu 1 nó sẽ được đẩy lên tầm cao mới. Hàng Nga sẽ có được thêm những cái đòn đánh phụ đến từ cái nội tại tạo giáp ảo của cô ta. Sẽ có thêm được những cái đòn đánh cả về là sát thương vật lý cũng như là sát thương phép thuật, anh em hiểu không ạ? Và bên cạnh đó là cái chiêu cuối của Hàng Nga cũng được nâng cấp khi mà cô nàng này có cái lượng giáp ảo, cho nên là với Hàng Nga giáp ảo là chân ái anh em nhé. Ở đây có một cái sự gọi là đánh rất hổ báo đến từ vị trí của cô nàng Odet, đánh hơi đầu kia là đánh hổ báo nha. Odet đang lạng lách, Odet đang đánh võng này thì đảo với chúng tôi này, dùng skill chuẩn một cái là Odet lên bàn thờ ngắm gà quả thân luôn. Và đây là ui vừa mới ra, đó là cái con bùa tím mà thôi, tầm này ra bùa tím thì để mỡ anh em ạ, xấy mưa tinh thạch này. Ui trời ơi, trọn vẹn đến từ cả con bùa tím to lẫn bùa tím nhỏ. Sao ông này ông khóc cái gì, ông về phần rừng ông ăn bùa tím được mà, để bùa tím cho mỡ. Trong khi đó thì ở đây thì có lẽ là Saber anh ta đang ra khều được cho mình đó là cái con rùa này, nhưng mà mỡ nghĩ là thôi đừng nên ăn rùa outlet ạ, bởi vì là chúng ta không có tanh mà cái con outlet nó lởn vởn đây thì không ăn được cái con rùa đâu. Mỡ sẽ ra đứng ở đường giữa để tránh cái việc gọi là những cái đợt lính ở đường giữa nó bị lãng phí đấy, anh em thấy không ạ?
có cái con Atlas đây mà, Atlas nó sẽ có được những cái tình huống chủ động gấp là khá ghê đấy, cho nên là hãy cẩn thận. Rồi một tình huống, ôi tốc biến gấp đến từ vị trí của Atlas, nhưng mỡ cầm thanh tể anh em ơi, mỡ là mỡ tinh tế lắm anh em ạ. Biết được rằng team bạn có Saber và có Atlas là phải cầm cái thanh tể ngay đấy. Bắt thằng top mỡ này là nó hơi khó, và bắt thằng Nga là hơi khó. Nếu như mà anh em cầm thanh tẩy ở trong những cái trận đấu mà anh em có thể thấy không ạ, team bạn cứ nhiều những cái hiệu ứng khống chế khó chịu là anh em cứ cầm cái thanh tẩy cho mỡ. Với cái việc mà anh em cầm thanh tẩy nhá, là cái Atlas là chắc chắn là nó sẽ không gấp được anh em rồi này. Bởi vì cái thời gian hồi chiêu của Atlas nó rơi vào khoảng đâu đấy là tầm 30-40 giây. Thanh tẩy nó sẽ cũng hồi chiêu lâu hơn, nhưng với cơ bản là anh em chắc chắn là sẽ giảm thiểu đi được cái tỷ lệ lên bảng điểm số là gần như là gấp đôi rồi. Đứng dưới một tình huống xây mưa tinh thạch vào mặt của đó là cô nàng Beatrix, nhưng có sự nhập hồn của Angela, cho nên là cô ta đã thoát được khỏi một cái pha truy kích đến từ ba thành viên là mỡ, là Pharamid và kèm theo đó là Layla. Thôi tầm này mỡ về đứng giữa anh em nhé, chứ bây giờ đi lâu quá cái đợt lính ở đường giữa nó mất bị phí. Trong khi đó thì ở đường trên thì Saber ở đường trên thì Saber ơi, Saber có phải là nhường cho mỡ cái con bùa này không ạ? Ui, Saber cũng dành cho mỡ một cái tình cảm có thể là rất là cảm lạnh anh em quên mất, rất là cảm động anh em ạ, khi mà mỡ lại một lần nữa có được cho mình đó là cái con bùa tím rồi. Và với cái việc có bùa tím thì thời gian hồi chiêu đến từ bộ kỹ năng của mỡ sẽ giảm đi, mỡ sẽ không tốn mana khi mà dùng skill. Và bên cạnh đó là cứ mỗi lần mà mỡ dùng skill hạ cũng đi được cái địch là mỡ còn được hồi máu nữa cơ anh em ạ, cái bùa tím này nó xịn sâu lắm. Còn ở đường dưới thì Atlas lại một lần nữa gấp vào vị trí của Pharamid và lên bảng điểm số mất rồi. Mỡ thấy các thành viên team bạn ở đây và sấy thẳng mỡ tinh thạch vào mặt của đó là Hằng Nga, đâu đó là Angela, kèm theo đó là Atlas, và sau đó một tình huống dùng skill bùa tầm gần đánh thường một cái có được mạng của Angela. Phía này là thậm chí là còn có cả Atlas, Aulus, anh ta đang dùng cái nộ hỏa thiên ý để mà giảm đi tốc độ di chuyển của Atlas, nhưng Atlas đã phân tách linh hồn để mà lùi về rất là nhanh. Đấy, còn bây giờ thì mỡ, ôi cẩn thận Saber nó lao vào với cái tam liên chạm nha. Rồi mỡ lại ra đường giữa để mà mỡ đẩy đường, anh em thấy không ạ? Anh em đánh pháp sư đường giữa ấy, thì cố gắng đừng quên cái việc thủ đường cũng như là đẩy đường, bởi vì là cái lượng kinh nghiệm ở đường giữa cũng như là cái đợt lính nó đã nhiều hơn là rất nhiều rồi, anh em hiểu không ạ? Đấy, cho nên là cái việc mà cái đợt lính ở đường giữa này nó vẫn đang là nhiều đến là như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể cho mình đó là cái lượng kinh nghiệm có thể nói là vượt trội hơn. Anh em nhìn này, bây giờ mỡ đã level 8 rồi. Team mỡ ăn đi được cho mình đó là cái con rùa này, và thậm chí là mỡ còn xanh hơn cả người chơi đi rừng bên phía của team bạn cơ. Cho nên là anh em đừng đùa với đợt lính ở đường giữa, bốn con lính đấy anh em ạ, rất nhiều tài nguyên. Và ở đây là mỡ vẫn tiếp tục farm một cách gọi là rất là an toàn, không có một ai có thể động được vào mỡ. Atlas đồ thì cái mất ô đệt đồ thì Saber đồ sơ vào mỡ là rất khó. Và thậm chí ở đây là mỡ lại tiếp tục bỏ qua cái tình huống giao tranh ở khu vực đường giữa, mỡ sẽ lấy nốt đi cho mình đó là cái con bùa tím anh em ạ. Saber thẫn thờ và Angela thì bất ngờ, nhưng mỡ thì cười hớ hớ anh em ạ, vì đã có được cho mình đó là cái con bùa tím tiếp theo rồi. Saber trận đấu này có lẽ là anh ta đã không có được cho mình khá những cái con bùa rồi anh em ạ. Anh ta chỉ lấy được cái bùa đỏ và kèm theo đó là đi đánh nhau thôi, anh em thấy không ạ? Đi rừng mà đôi khi team có cái con Hằng Nga này khổ lắm, khi mà liên tục là những cái tình huống bùa đều không được ăn thì cho thấy được cái sự bất lực đến từ vị trí của Saber. Không biết là Saber anh ta có sinh ra con cam hấp để đi vô mỡ không? Ôi, tôi vừa mới nói xong mồm tôi thối quá anh em ơi. Đang là bị dồn vào đến từ vị trí của Saber và mỡ đang muốn líu kéo, nhưng mỡ không líu được rồi anh em ạ. Mỡ bị shut down, nhưng mỡ cũng shut down đi được cái con Saber luôn anh em ơi. Như vậy cũng là một cái tình huống đổi, nó cũng có lời một chút xíu dành cho mỡ rồi. Khi mà đổi người chơi đi rừng, người chơi cái anh chàng Saber anh ta sẽ không thể ganh trong những cái tình huống mà mỡ cùng với anh ta lên bảng điểm số nữa. Và ôi dồi ôi, tiện đường công tăng thì mỡ vẫn lại lao vào đây, ăn đi được cho mình đó là con bùa tím bên phía phần rừng của team bạn. Đấy là cái con hình như là thứ tư thì phải, anh em có đếm không ạ? Nhưng mà mỡ đã ăn được rất là nhiều bùa rồi. Phía bên này thì Saber anh ta đã ưu tiên ăn đi cho mình đó là cái con rùa, nhưng không biết là anh ta có ăn được không. Ủi, đường dưới thì Beatrix xanh thế, áp đảo đối phương, nó làm cái danh hiệu khi mà Beatrix hạ được từ 4 đến 5 thành viên bên phía của team bạn anh em ạ. Và ở đây là có rùa đã được ăn đến từ vị trí của đó là Aulus. Mỡ sấy mưa tinh thạch nhưng không trúng vào các thành viên bên phía của Saber, kèm theo đó là cái vị tướng Angela. Nhưng thôi không sao cả, mỡ sẽ đứng ở trong bụi. Ui, bắn này ấy, anh em tếu gạ trời ơi. Có lẽ là anh chàng Saber này đang rất nóng mặt, Saber đã cay anh em ạ, nhưng mà không biết là có thắng được không. Và đây lại là một nữa là mỡ sấy mưa tinh thạch ở cái góc này, không gắp được mỡ vào đến từ vị trí của Atlas, cho nên là mỡ vẫn đang dồn đàn. Atlas đang bị mỡ bắn rất nhiều, anh ta tốc biến, nhưng anh ta tốc biến quá muộn rồi. Mỡ ăn được mạng đến từ vị trí của Atlas và đang dồn sát thương vào đó là em ảnh dế là mạng thứ hỗ trợ thứ tư, và mỡ có được cái mạng thứ 5 ở trong trận đấu này. Đấy anh em thấy không ạ? Bây giờ là mỡ cầm được cho mình đó là cái có được cái thanh tẩy rồi, vài giây nữa là có cái thanh tẩy rồi, cho nên là bây giờ cái khả năng để mà những cái ông như Atlas hay là Saber bắt vào mỡ nghe chừng đó là quá khó. Phía bên này thì Beatrix vừa mới sử dụng cái chiêu cuối dạng Bennett,
để mà dọn dẹp đợt lính, nhưng mà dọn xong đợt lính này thì lại còn cái đợt lính khác, cho nên là anh ta không thể ngăn cản cũng như là bảo vệ được cho mình, đó là cái trụ đường dưới. Mỡ lúc này ủi ôi quá danh chín anh em ạ, phút thứ 8 anh em tưởng tượng mỡ cầm 4 đồ, cầm được cho mình đó là cái quyền trượng băng hậu rồi, và ở đây là sấy mưa tinh thạch anh em nhìn này. Ôi rồi sấy kìa, ôi sấy, ôi rồi ôi, đến Atlas cũng còn không thở nổi, lượng sát thương là quá nhiều. Và Atlas tiếp tục phải lên bảng điểm số. Ơ mà thấy team bạn có con bùa tím kìa, để xem bùa này team bạn quan không nhở. Từ từ đã nhả, ra đường giữa để mà dọn dẹp đợt lính ở đường giữa đã này. Bởi vì ulti vẫn chưa có. Ô, Saber lại ở đường trên. Ui dồi ôi, Saber này có được những cái mối quan tâm cảm lạnh cho mỡ của anh em ơi. Khi mà cái con bùa tím này lại của mỡ, tốc độ ăn bùa là rất nhanh anh em ạ. Thôi, để lại cho cái con bùa tím nhỏ nha. Đấy, coi như là lại bảo gọi là mỡ tham đi, mỡ sẽ để lại anh em ạ. Đấy, và bây giờ mỡ cầm cái bùa ui level 12 anh em ạ, phút thứ 9. Và Bi Trích đang bắn vào vị trí của Faramid. Faramid bị mất đi cho mình, đó là cái chiều cuối. Và Faramid không biết có lùi về được không, nhưng mỡ ở đây đang đảm bảo cho Faramid lùi về bằng tình huống sấy mưa tinh thạch để chặn các thành viên bên phía của team bạn lại. Và tiếp tục là dồn skill. Ôi không đủ đam kìa. Ôi 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 té nhạ. Ôi trời, mỡ lùi được về mà anh em, đơn giản. Ê, ôi vãi cả tè các ông ơi. Ôi dồi ôi, đam của con Bi Trích nó tởm thế nhở. Ui con Bi Trích này, ui Bi Trích 81 công ạ. Ơi ơ kìa, Bi Trích làm cho con bò rồi. Ui 81 công ạ. Wow. Rồi, trận đấu này lại một lần nữa là mỡ quay lại. Khi mà mỡ đã hồi sinh, mỡ vẫn đang có được cho mình một cái thế có thể nói là ổn. Với việc có được 6 mạng rồi. Ui Saber ơi, bắt ai đi bắt tốt mỡ là sai rồi anh em ạ. Saber cay, nhưng anh ta vẫn đang cay. Anh ta rất cay, bởi vì mỡ có thanh tẩy và sau đó trả ngược lại bằng cái mưa tinh thạch tiễn Saber lên bảng điểm số mạng thứ 7 dành cho mỡ. Giao tránh sẽ được nổ ra trong cái tình huống này. Mỡ đã mắc thời gian hồi chiêu rồi, cho nên là cái mưa tinh thạch của mỡ hồi là rất nhanh. Tiếp tục sấy vào mặt của đó là cái vị tướng ở đây là Atlas. Hai cái cơn mưa tinh thạch ở trong một cái pha giao tranh. Anh em thấy gọi là cái tốc độ thả giảm thời gian hồi chiêu của cái con hàng Nga này nó kinh khủng của anh em. Mỡ có giảm thời gian hồi chiêu đến từ bảng ngọc, mỡ có giảm thời gian hồi chiêu đến từ cái đôi giày, mỡ có giảm thời gian hồi chiêu đến từ cái bùa mê hoặc, và thậm chí là còn đến cả cái bùa tím nữa. Bây giờ không cần ấn vào cũng đã biết mỡ có đến tận 45% giảm thời gian hồi chiêu, cho nên là cái ulti của mỡ nó chỉ có mười mấy giây mà thôi. Ulti hồi là rất nhanh, khả năng công phá cái lượng sát thương từ tầm xa là rất mạnh, và bây giờ tầm này là KDA là 826 rồi. Anh em thấy khổ chưa? Chơi game mà gặp phải những cái con mà cứ đi cướp rừng như thế này thì tôi nghĩ, nói thật với anh em là bình thường người ta vào game người ta chơi để người ta tìm những cái trận đấu thú vị để mà gọi là giải trí. Nhưng mà gặp phải những cái con hàng Nga bố láo như thế này thì đúng là gọi là vào game nó giống như kiểu gọi là có thêm được đó là cái áp lực thì phải. Khi mà cái con hàng Nga này nó không cho cái con Saber bên phía của team bạn được một cái con bùa nào cả. Chỉ có duy nhất một cái con bùa ở level 1 mà thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cũng không có được một cái gì cả luôn. Mỡ sẽ đứng ở đây, anh em thấy không ạ? Mỡ đứng xa ra một chút xíu nhá. Bởi vì anh em, đấy, nấp bùi đến từ vị trí của Atlas, kèm theo đó là Odin, và mỡ đứng ở ngoài tầm thi triển của team bạn, sấy mưa tinh thạch vào, hạ gục đi được đó là Atlas. Tiếp đến là cái cô nàng ở đây là Bi Trích, trong khi đó thì Saber anh ta tuyệt vọng đến cái mức mà anh ta chẳng thèm về đẹp nhà luôn. Anh ta đẹp kiểu gì bây giờ, anh ta ra ulti ai? Bây giờ anh ta ra ulti ai thì anh ta cũng sẽ phải đổi mạng mà thôi. Và như vậy là Saber quyết định là thôi, tầm này là anh ta buông rồi, buông điện thoại rồi. Ở đây là mỡ có một tình huống sấy mưa tinh thạch vào thẳng mặt đó là cái cô nàng Angela đứng trong nhà chính, đúng không ạ? Thế thì ai bảo đứng trong nhà chính là thoát mạng thứ 10 của mỡ và kết thúc trận đấu tại đây luôn. Ui dồi ôi, một game đấu có thể nói là quá mộng dành cho Saber anh em ạ. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về hàng Nga vẫn khá khỏe mặc dù không nằm trong meta mùa 26. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.